Ngon quá. Phải nó ngon. Hello Bali. Giờ mới ăn tối. Toàn mà. Vằm đéo thì có đồ hiệu. Đồ hiệu nha. Đồ hiệu phải đặt đấy. Phải đặt trên Hà Nội ấy. Em ít khi em mua đồ Thái Bình lắm. Mà có mua thì kiểu cũng kiểu mua váy vóc với lại quần áo ấy. Còn nhưng mà nói chung là cũng ít. Còn lại đồ của em toàn chị gái em đưa. Tại vì Thái Bình đéo có đồ đẹp, đéo có đồ xinh ấy. Ly không like à? Bà Ly ơi, bà Ly ơi. Em like thì lên tiếng đi gái ơi. Đồ xinh phải ghé chị. Ừ em đang định hỏi chị sạch cái set mà. Em đang định hỏi chị cái set. Cái set gì nhỉ? Áo như này này. Xong rồi mặc ấy ấy. Rồi em mới ăn mà làm sao mà ăn xong được cái cuốn kia cuốn thứ hai. Cái set gì ạ? Set đồ chị vừa đăng Daily ấy nhưng mà em không mua đồ Minh Thành đâu. Em không phải là gái Dolce. Là em không mặc cái đồ đấy. Em chỉ có vài cái áo kiểu Gucci các thứ nhưng mà là em là Hello anh Sắc, lâu lắm rồi mới gặp. Cái set màu mà cái áo của bà màu hồng với lại cái đấy nó gọi là cái gì ta? Quên mẹ mất rồi. Đéo nhớ. À cái yếm. Yếm 39 nào 90 nhưng mà em đéo mặc áo màu hồng đâu. Em mặc áo màu trắng cơ. À, hoặc là áo màu đen cơ. Chứ em không mặc cái đâu. Em không mặc cái màu hồng đâu. Tí nó bị dìm da ấy. Xấu lắm. Mẹ lại còn hồng ấy nhá. Hồng cánh sen. Mua đen chứ trắng mặc được một lần thôi. Áo trong màu gì em? Cái yếm thì yếm trắng, trắng thì vẫn giữ được. Nhưng mà em thích là kiểu như em trắng mà mặc màu hồng được. Không. Có gì nó quá đi. Tí nữa em cho chị xem xét đấy. Không biết chị có không? Ăn nốt đấy. Chị thích màu hồng. Ừ, biết rồi. Nhưng mà màu hồng tùy người mặc được thôi.